Kính thưa các cô chú và các anh chị thân mến, hôm nay thì chúng ta lại đến với tiết mục là kết nối tình duyên. Giờ đây mời cô chú và các anh chị chúng ta sẽ gặp với một người phụ nữ rất là xinh đẹp và sang trọng. Chào chị. Chào các anh chị em cộng đồng mạng. Dạ. Yeah. Chị giới thiệu về mình cho cô chú anh chị được biết chị đến từ đâu và bao nhiêu tuổi chị ha? Chị tên Phương, sinh 1967, đến từ An Giang. À, đến từ An Giang. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi hôm nay chị đến gặp em thì chị muốn bày tỏ cái tâm tư gì đây? Hiện giờ thì lên kinh tướng dĩ kết nối yêu thương để tìm nửa còn lại đi lạc đâu đó. Dạ. Yeah. Mình nói chuyện lớn lên ha, đừng có rụt rè quá ha. Yeah. Chị alo em nghe. Alo. Alo. Alo lớn lên nữa. Alo. Đúng rồi, nó phải dậy người ta mới nghe được ha. Yeah. Vậy là chị ở huyện nào của tỉnh An Giang? Chị ở phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. À, ở thành phố Long Xuyên hả? Dạ. À, vậy thì cái tình trạng hôn nhân của chị như thế nào mà hôm nay lại đến gặp em? Chị ly hôn năm nay là 11 năm rồi. Ừ. Nói chung là hai vợ chồng không có tiếng nói chung thì hết duyên hết nợ thì rời nhau thôi chứ không có gì. Ừ. Thì bây giờ đến với gà kinh tướng dĩ để tìm kết nối yêu thương nữa còn lại, đi lạc đây đó. Dạ. Vậy thì chị đã chấm được ai ở trong kênh của em chưa hay là chị muốn giới thiệu? Dạ chưa, giờ chị lên ghi hình thôi. À, muốn giới còn thiệu cái chuyện mà tình duyên thì để chờ sắp xếp. À, vậy là giới thiệu về bản thân mình thôi. Dạ. Chị ha. Dạ. Ừ. Rồi thưa chị, vậy rồi chị tất cả có mấy người con và hiện tại bây giờ thì đang sinh sống như thế nào? Chị hai đứa con trai, một đứa lớn thì kiến trúc sư, đứa nhỏ thì điện tử, cũng kỹ sư điện tử viễn thông. Ừ. Tuấn Trâu, 23, năm nay 23, 24 tuổi vậy. À, vậy đứa là lớn thì 30 tuổi. Riêng tư hết rồi chị ha? Dạ, nó cũng ổn định cuộc sống hết rồi, nó cũng tự sống được. Dạ. Nói chung là bây giờ chị chỉ lo cho bản thân mình nữa thôi chị ha? Dạ. Thường thì em thấy đó là khi mà con cái lớn lên á, thì mình cảm thấy rằng là nó hiu quạnh chị ha? Phải vậy không chị? Thì bây giờ lên đây ví dụ như nếu mình có duyên thì mình kết nối, không nếu mà không có duyên có nợ thì có thêm một người bạn. Dạ. Cũng vui. Không, lên chương trình là phải hướng đến cái chuyện là kết nối về tình duyên. Dạ. Chứ còn nói để mà làm bạn cho vui vui hoặc này kia thì không thật phải. Sự là nó không có như phải. Chị nói. Dạ. Nếu mà mình không có duyên á thì có thêm một người bạn, nếu mà có duyên thì phù hợp thì mình cũng đến với nhau được. Dạ, sẽ tiến tới chị ha. Dạ. Chứ đừng có mắc cỡ, có sao thì mình cứ bày tỏ đi. Không có gì phải mắc cỡ hết trơn á, khi đã lên chương trình của em là chương trình kết nối về tình duyên mà. Dạ. Dạ. Vậy thì thưa chị, công việc hàng ngày của chị thì chị làm công việc gì ha? Chị hiện giờ thì may đồ. Ừ. May đồ để tìm niềm vui hoặc là mình kiếm thêm thu nhập vậy đó. Dạ. Cũng sống được, cũng không giàu hơn ai nhưng mà cuộc sống cũng ổn định. Ừ. Dạ. Vậy là cái nghề may đồ của chị là chị làm được lâu chưa? Cái đó là nghề chị làm thêm thôi. Dạ. Nghề phụ. À, nghề phụ. Dạ. Còn nghề chính của chị thì nghề là chính làm gì? Chị là làm bên y tế. À, bên y tế hả? Ừ. Ồ, trong gia đình mà có người làm y tế là đỡ lo được nhiều lắm đó. Bởi vì có kiến thức về cái việc mà khám chữa bệnh này kia đó, bệnh tình sức khỏe này kia đó, cho nên là trong gia đình mà có người làm về y tế là cũng an tâm được phần nào. Hiện giờ thì chị không có đi làm nhưng mà ví dụ như ở ngoài đời cũng như thấy anh chị em nào mà cũng như bệnh hoạn hay là cái gì đó mình không có giúp được vấn đề về kinh tế tiền bạc thì cũng giúp cho mấy anh chị có cái kiến thức để giữ gìn sức khỏe vậy đó. Ừ. Dạ. Vậy là trước đây thì chị làm y tế được bao nhiêu năm? Lúc đó chị làm đâu 3-4 năm rồi, cái có chồng. Có chồng rồi có con đau bệnh hoài cái chị nghỉ. Cũng như con lớn rồi cái chị xin làm dạng hợp đồng. Như lúc nào sanh thêm đứa nữa thì chị xin nghỉ. Cũng như cái công việc chị làm nó cũng bị gián đoạn, nó không có thường xuyên như những người phụ nữ khác. Nhiều khi như khi lấy chồng, nhiều khi lúc đó kinh tế nó cũng eo hẹp đó. Rồi mình ở nhà chăm sóc con cái, khi nào mà kinh tế ổn định rồi đi làm lại dạng hợp đồng vậy thôi. Dạ. Vậy bây giờ thì cuộc sống của chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Đúng,
cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Yeah. Nhưng mình sống một mình cũng được, ví dụ có thêm một người bạn nếu mà phù hợp trong chuyện có duyên có nợ thì càng tốt. Dạ. Còn sau này nếu mà không có kết nối được với ai thì mình sống với con cái cũng được. Dạ. Cũng không lo lắng gì. Dạ. À, thưa chị thì cái mong ước của chị đó thì chị muốn kiếm một người chồng như thế nào chị? Cứ... mong ước chị cũng đơn giản thôi. Dạ. Ví dụ như nói chung là tùy duyên em ơi. Chứ bây giờ mình không có biết, mơ ước thì ai cũng ước mơ, mà mơ ước cái gì nó đơn giản thôi, chứ chị không dám ước mơ xa xôi. Ta nói đừng mơ xa xôi, ai ơi đừng mơ ước nhiều để rồi cũng như giả chàng sẽ cắt biển đông. Ừ, chị vậy là chị cũng hay thơ ca này kia hả chị? Nhưng mà thua tướng dĩ. Ừ, em đâu có biết nói gì đâu. Hay hơn. Em không có hay thơ, em nói vậy thôi, nói theo bản năng vậy thôi chứ em không có hay thơ. Chị cũng vậy. À, chị có đánh giá được về cái ấy của mình không? Đánh giá được về cái tính cách rồi đánh giá về bản thân mình có đánh giá được không? Thì bản thân chị thì nói chung thì bây giờ chị sống một mình á thì nó cũng không có gì mà vui, nhưng mà nói chung là ví dụ như nói chuyện với bạn bè hay là nói chuyện như vậy á thì chị nói tạo cho cái niềm vui. Dạ. Tại vì cái tính chị nó hay xúc động, nếu mà mình nói có tình cảm quá thì sợ rơi nước mắt. Rồi mình nói chuyện không được vậy thôi. Dạ. À, ý là về nhưng mình điều khiển được cái điều khiển mình kiểm soát được để kiểm soát bản thân mình. Dạ. À, đại khái đó là chị có tự đánh giá được về cái tính cách mình, điểm yếu điểm mạnh này kia về bản thân mình không? Điểm yếu chị thì cũng nhút nhát. Dạ. Nhưng mà bên cạnh đó chị cũng đọc sách đọc báo đó, rồi cái tạo cho mình một cái động lực niềm tin mình không đó. Nói chung là mình không có mù quáng trong tình yêu. Vậy thôi. Yeah. Rồi còn cái năng khiếu của chị hay là cái điểm mạnh của chị thì chị có cái điểm mạnh nào chị có thể bày tỏ? Điểm mạnh của chị là không có lụy tình. À, không có lụy tình. Ai thật sự yêu thương chị mà hy sinh được cho chị á, thì cái đền ơn đáp nghĩa là cái chuyện sẽ có sau này. Ví dụ như người ta nếu người ta thật lòng, còn ở ngoài thì chị không dám quen. Ở ngoài nhiều khi người ta còn vợ này kia lú bú lắm. Thành ra trên kinh tướng dĩ thì tới đây mình xác nhận là mình có cái là mình bản thân mình độc thân, cái đâu đó nó rõ ràng. Thật ra thì mình, cái điều chị nói thì em cũng có xác nhận được là ở cái chỗ là khi lên kênh của em đó thì đa phần là gọi là họ đã sẵn sàng, họ đã sẵn sàng, không có còn vướng bận ai ở nhà. Chứ còn nếu ví dụ như thật sự chị mà còn có chồng ở nhà hay là còn dính líu tới ai đó thì chắc là chị không dám lên. Đúng. Bởi vì sợ người đó buồn, không dám lên. Nên là dù sao thì em cũng kiểm soát được phần nào khi mà lên chương trình của em thì em cũng đánh giá được phần nào về cái người đó. Và những cô chú, những bạn đến với chương trình của em thì chắc cũng an tâm được phần nào và khi mọi việc nó đã công khai hoàn toàn. Cũng như chị đến đây kết nối cái kênh của Tấn Dĩ là chị có niềm tin. Mình niềm tin là mình vui. Nếu được thì nó, trong tương lai thì mình gặp cái người đó mình kết nối có cái... có cái niềm vui riêng gì đó tạo sức mạnh cho mình cuộc sống sau này. Dạ. Dạ. Còn ngoài ra nữa đó chị, thì đối với thời điểm hiện tại thì nếu khi lập gia đình thì chị có sẵn sàng để về cùng anh ấy không? Thì bây giờ chị chưa có gặp ai. Để khi mà gặp mình kết nối rồi từ hai bên thảo luận bàn bạc với nhau theo cái hoàn cảnh mỗi người để phù hợp. Dạ, nhưng để... mà đại khái là cái điều kiện theo chồng đó thì là chắc chị cũng có sẵn sàng để theo chồng rồi chứ chị ha. Nếu có điều kiện phù hợp thì mình ở bên nào cũng được vậy đó. Tiện cho hai đôi bên vậy thôi. Dạ. Thì chị có e ngại lấy chồng xa hoặc này kia không? Chắc không đâu. Nói chung là thoải mái thôi. Mình tìm hiểu, mình thấy phù hợp thì mình thấy, tại vì con chị con trai mà nó cũng độc lập về kinh tế, nghề nghiệp gì nó cũng ổn định hết trơn rồi, chuyện đó khỏi phải lo. Dạ. Nó đi làm thì nó cũng làm xa nữa, ví dụ như mình có người bầu bạn thì cũng tốt, cũng có cái niềm vui riêng vậy thôi.
Chứ giờ Covid quá, bây giờ có cơ hội thì mình cứ chia sẻ đi. Bây giờ biết đâu sống chết rồi mày. Thế là sợ Covid quá nên là thấy quạnh hiu quá chị ha. Dạ, thật ra thì cuộc sống nó vô thường lắm. Khi còn có sức khỏe, mình có làm được gì thì mình nên làm khi còn có sức khỏe. Kể cả là đi du lịch. Khi đi du lịch cũng vậy, mình muốn đi đâu thì có sức khỏe thì mình cứ đi đi. Chứ ví dụ như bây giờ mẹ em ở nhà mà em rủ mẹ đi du lịch ở đâu đó là mẹ hoàn toàn là bây giờ sức khỏe không cho phép được, không có đi nổi. Cho nên là qua đó em mới thấy rằng là khi còn trẻ mình làm được cái gì thì mình cố gắng mình làm. Còn khi mà không có sức khỏe nữa thì coi như muốn cũng không được, lực bất tòng tâm. Chị ha. Có cơ hội thì mình cứ tham gia đi. Để sau này rồi nó không có cơ hội nó mất dục mất. Đúng rồi. Em hiểu được cái tâm tư của chị thì ngoài những cái điều mà chị em mình vừa bày tỏ ra đó thì chị có muốn trao đổi gì thêm hay là có cái nguyện vọng gì thêm thì chị cứ tự nhiên nha. Còn nếu không nữa chị thấy vừa đủ thì là mình kết thúc buổi trò chuyện. Thì nói chị chung là ví dụ như đối tượng đến với chị, cái thứ nhất là phải tạo cho chị niềm tin, cái niềm vui, rồi phải là không có trăng qua. Thứ nhất là không có trăng qua. Chị mới dám vô đi giao lưu vậy thôi. Tuổi tác này kia thì chị có e ngại thì 60 trở xuống. Hả? 60 trở xuống. À 60 trở xuống. Xuống tuổi chị thôi. Dạ. 60 trở xuống 67 thôi. Dạ. Thì có anh nào mà ít tuổi hơn mà hòa hợp thì cái điều đó chắc cũng không vấn đề phải không vậy? Thì nếu mà phù hợp thì mình cứ tham gia vậy thôi. Nhưng mà cá nhân chị thì chị có e ngại lấy chồng trẻ không? Cũng không vậy, nhưng mà một vài tuổi thôi chứ trẻ quá không được. Dạ, đúng rồi. Nhiều khi tuổi người ta trẻ nhưng mà ngoại hình người ta già. Nhiều khi người ta có điều kiện kinh tế ổn định thì cũng được. Vậy thôi. Phù hợp là ok chị ha. Đúng rồi. Còn về cái việc mà dần thân tỷ hợi này nọ thì chị không có đâu. Có ngại gì? Quan trọng là mình chia sẻ nội tâm thôi chứ cái tuổi tác đó nó là cái bên ngoài thôi, cũng không có quan trọng mấy. Không quan trọng dần thân tỷ hợi này kia gì chị ha. Đúng rồi. Thôi chị có đôi lời thôi. Thôi chị chào Tuấn Dĩ, chào cộng đồng mạng. Chúc cho Tuấn Dĩ, anh chị em, cô chú trên cộng đồng mạng luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Dạ, ok chị. Kính thưa các cô chú và các anh chị thân mến, chúng ta vừa trò chuyện với chị Phương đến từ An Giang. Thì chúng ta cũng vừa nghe qua cái tâm tư của chị. Chị cũng rất là mong được kết nối với ai có cái sự mà hòa hợp. Qua những cái sự trao đổi của chị thì Tuấn Vĩ cũng thấy chị rất là chân tình. Chị đã đánh đường xa xôi đến đây để gặp Tuấn Vĩ. Chị mong là kết nối với người tâm đầu ý hợp. Vậy anh nào, ai sẽ là người mà mong muốn kết nối với chị Phương thì liên hệ với Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ sẽ kết nối cho đôi bên. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc. Rồi chúng ta chào tạm biệt nhau chị ha. Rồi bye bye.